Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với lại một cái vlog mới của mình. Và ngày hôm nay là một ngày chủ nhật. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha. Có một cái vấn đề đó là mình thấy một số anh em comment hỏi là khi mà mới lấy rùa về thì cho ăn như thế nào, cái kiểu như là cái cách cho ăn, cái khẩu phần ăn đó, bao nhiêu lâu thì cho ăn một lần. Thì bây giờ mình chia sẻ với anh em thì có hai cách thông thường, nói nôm na là có hai cái kiểu mà cho ăn ha. Đầu tiên là chúng ta cho ăn cho nó phát triển thật là nhanh, và cái cách thứ hai đó là cái cách mà chúng ta ép nó lại, để ép cái sự phát triển của nó lại chậm nhất có thể. Thì cái cách đầu tiên thì nó khá là dễ rồi, có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng bỏ đồ ăn vô cho nó ăn, cá, những cái loại cám chúng ta cho ăn xen kẽ. Nói chung là ăn cám cũng được, nhưng mà chắc chắn là phải có cá, tôm, tép, nói chung là phải có thịt nha anh em. Đó là cái cách thứ nhất, là mỗi ngày đều cho ăn, cho ăn, cho ăn. Nhưng mà lưu ý là không nên cho ăn quá nhiều, tại vì khi mà cho ăn quá nhiều thì nó cũng không có tốt cho cái hệ tiêu hóa của nó. Cho ăn vừa phải thôi, nhưng mà cho ăn đều, ngày nào cũng cho ăn cả. Đó, từ khi mà mới lấy về thì như vậy thì sau 1 2 tháng này anh em sẽ thấy cái sự phát triển của nó rất là lẹ. Và nó cái ưu điểm là nó sẽ phát triển nhanh, nhưng mà cái nhược điểm là nó sẽ rất là dễ bị béo phì. Anh em xem cái những cái video clip của cái con common này của mình nè, những cái video clip đầu á là nó rất là mập, do là ngày nào mình cũng cho ăn hết thì nó phát triển rất là nhanh. Và hôm nay thì mình đang cho nó ăn cái chế độ ăn kiêng lại, có nghĩa mình sẽ ép nó lại. Rồi còn cái cách thứ hai là cho ăn kiểu người ta gọi là ép sai á, thì có nghĩa là mình sẽ cho ăn ít lại, và cái thời gian cho ăn thì nó sẽ rút, nó sẽ kéo dài ra. Ví dụ bây giờ 2 đến 3 ngày mình sẽ cho ăn một lần, và mỗi lần mình sẽ cho ăn vừa đủ, không cho ăn quá nhiều mà cũng không cho ăn quá ít. Đó như vậy đó. Và tất nhiên thì những cái dòng mà Florida hay là common á, mà mình nuôi mình cho ăn theo cái kiểu ép sai như vậy, mà xen kẽ cá tôm, cá tôm tép, hoặc là những cái con sâu, và xen kẽ những cái loại cám kích thích mai, kích thích gai đầu, nhất là dòng Florida nè, thì khi mà cho ăn như thế, con này không biết nó bị gì khi mà cho ăn như thế thì nó được gọi là ăn ép sai. Thì cái sự phát triển của nó sẽ diễn ra, nó sẽ chậm hơn, nó sẽ chậm lớn hơn những cái con mà chúng ta cho ăn mỗi ngày. Thì cái ưu điểm của nó là nó khi mà nó lớn chậm lên á, thì mình để ý là một số anh em nuôi theo kiểu ép sai thì nó khi mà nó lớn lên một cái cỡ, nó lớn lên rất là chậm, nhưng mà nó kiểu như mai mai các thứ là nó gồ lên, những cái gai nó nhô lên nhìn khá là ngầu. Điều mà những cái con béo ú nó khó mà có thể có được ha. Và cái nhược điểm là nó chậm lớn, nói chung là nó chậm hơn cái kiểu kia rất là nhiều. Bù lại thì khi mà nó lớn lên thì nó rất là đẹp ha. Thì nói nôm na là có hai cái cách như vậy, còn tìm hiểu sâu vô trong thì có thể anh em sẽ lên trên mạng hoặc là cho vào những cái group, thì có những người đi trước người ta hướng dẫn rất là kỹ. Còn mình thì hôm nay mình chỉ nói nôm na qua cho anh em về hiểu sơ sơ là như vậy thôi. Mình á, thì trước giờ mình cũng chưa có thử cái cách là cho ăn ép sai bao giờ cả. Nhưng mà hai bé này, bé Common và bé Florida này, thì mình sẽ bắt đầu mình thử chế độ ăn ép sai thử xem 2 3 tháng sau thì nó sẽ như thế nào nha. Chứ còn cái con Mon kia thì nó mập lắm, nhưng mà bây giờ mình ép nó lại rồi cho nên nó cũng không có còn mập như những cái ngày đầu. Anh em xem nè, mình để tay đâu là nó đi theo đó, nó như một con cún vậy, nó không phải là một con rùa nữa đó. Đây, và nó cũng đã có những cái gai đầu lên rồi. Ui mày dữ quá mày. Còn bên này, bên này cũng nó cũng dí theo rồi. Nói chung là bỏ đói 1 2 ngày là nó thấy là nó đều dí theo. Đây cũng là một trong những cái cách mà tập cho cái con bé bé rùa của chúng ta nó dạng hơn. Hôm nay mình để nước hơi cao một chút để cho nó tập ở nước sâu này. Trong nước này anh em thấy màu vàng vàng đúng không, là mình đã để một chút lá bàng vào. Nói chung là
mình không biết là nó có tác dụng gì nhiều không, nhưng mà mình vẫn để yên tâm. Tại hồi xưa mình có nuôi cá, mình thấy nó tác dụng với cá rất là tốt, mình nghĩ là ruồi thì chắc cũng vậy thôi, cũng có tác dụng chút xíu. Còn bé bên này thì vẫn còn khá là nhát, nhưng mà trong thời gian tới hy vọng là nó sẽ dạng hơn. Rồi đó thì một cái video để giải đáp ấy, một cái video để giải đáp thắc mắc đối với những anh em mà comment hỏi mình là cho ăn mấy ngày này nọ đó, thì hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được những cái bạn mà mới chơi. Mình thì cũng như các bạn thôi, một năm trước thì mình mua bé rùa về mình cũng chẳng biết nuôi thế nào cả, mình cũng tham khảo trên những cái kênh nuôi rùa, rồi ngày qua ngày thì có được một chút xíu cái kinh nghiệm, là bây giờ truyền lại cho các bạn thôi. Ok, thì những cái video này là mình nghĩ ra, mình xách máy ra mình quay liền luôn, chứ thật sự mình không có chuẩn bị trước, cho nên là khi mà nói thì có vẻ còn hơi ấp úng và nói chưa được chân chu cho lắm, cho nên là các bạn xem và thông cảm cho mình nha. Các bạn có muốn xem gai đầu của cái con common mà mình cho ăn thoải mái không? Mình sẽ cố gắng, mình bắt nó lên nha. Thật sự thì nó khó bắt lắm. Nào, gai đầu của nó đó, các bạn thấy không, đây là dòng lai với floor, cho nên là nó cũng có một chút xíu gai, nó cũng có một chút xíu gai vì nó bám mình luôn rồi, nó cũng có một chút xíu gai, bơi đi cu chắc là nó dính luôn cái tay mình ở phía dưới này, what the fuck. Đợi chút xíu nha các bạn, con này nó hai chân sau của nó bám vãi quá. Đây, ôi sao mà nó dính luôn rồi, what the fuck, sorry sorry sorry, mình nói hơi bậy chút xíu là what the fuck. Câu cửa miệng quen quen miệng của mình, sorry nha các bạn. Đúng ra thì qua trên YouTube thì không được chửi bậy, sorry sorry rất nhiều. Rồi, thì đó các bạn thấy, khi mà lớn lên thì nó cũng có một chút xíu gai trên đầu rồi, đây không phải là con mon thuần cho nên là nó có gai giống như những cái con floor vậy đó. Rồi xong, ok, cái video ngày hôm nay thì chỉ vậy thôi. Và cái này là đối với những dòng mà common và Florida thôi nha, chứ còn Ali thì mình thật sự là mình cũng cho ăn bình thường, chứ mình không biết là có ép sai được không. Mình cho ăn bình thường nhưng mà nó cũng phát triển chậm lắm, nó chậm hơn con common rất là nhiều. Đây các bạn xem, trong này là con Ali của mình nè, mua sau con common 2 tháng thì phải. Giờ nó cũng mới có bằng này, cái này của nó đang lột ra nè. Đó, này thì cho ăn cũng đều, cho ăn xen kẽ cám và cái gì á, và cá. À, thiệt chứ, lớn lên cái chắc nó tát mình đứt tay luôn á. Đây các bạn xem con Ali của mình, con này lúc đầu nó hơi màu nâu nâu, sau thời gian mình nuôi cái nó thành màu màu đen thui vậy luôn rồi đó, đen thành đen thui luôn, đen hôi chứ. Đây, thả xuống cho yên tĩnh lại đó cung. Rồi hôm nay thì ngày thứ bao nhiêu của hai bé baby này rồi ha? Cái event đó, nó tới 6 giờ chiều hôm nay là mình đóng cái bài, đóng bình luận lại nha. Và mình sẽ dùng một cái app để mình bốc ra những bạn mà chắc chắn là sẽ có bạn trúng. Mình sẽ trong cái app đó mình sẽ ghi những cái số mà các bạn comment vô, và mình quay chọn một trong những cái số đó. Chứ nếu mà quay từ 100 đến 999 đó, mà nếu mà không có ai trong đó thì nó cũng hơi buồn. Nên mình sẽ ghi những số mà các bạn comment và mình sẽ quay, nó sẽ ra một trong những cái số đó nha các bạn. Thì cái event hôm nay mình thấy mới chỉ có chắc được mấy chục người chơi à, nhưng mà thôi không sao, event đầu tiên mà cũng chưa nhiều người biết tới kênh của mình, cho nên là một con số đó thì cũng ok rồi. Hy vọng là những event sau thì các bạn sẽ tham gia đông vui hơn một chút xíu. Cái con bên này nó còn nhát quá, thấy tay mình là nó rụt rè. Ok như vậy nha, xin chào các bạn. Các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Bye bye, cuối tuần vui vẻ.
Rồi, bye bye.